Bữa nay Sơn Hùng đi hồ câu nghe. Sơn Hùng câu cá không nè? Hả? Hôm nay Hoàng Sơn giới thiệu với bà con một nơi quen thuộc. Hồ câu Hoàng Tân. Hồ câu Hoàng Tân đây có nhà hàng luôn, nhà máy nước đá đây. Đây là một nhánh sông nhỏ vào huyện Cần Đước anh chị ha. Và kế bên là một cái hồ câu cá khá là lớn ha. Và anh chị thấy có những cái quán nhà hàng hai bên rất là mát mẻ. Chỗ này thì khá lý tưởng cho bà con mình họp mặt bạn bè gia đình. Nó nằm trên quốc lộ 50 ngay cầu Cần Đước. Bên kia là sông Cần Đước nè. Đường tránh thị trấn Cần Đước. Mình đi hướng này mà chạy thẳng về Sài Gòn theo quốc lộ 50 á thì khoảng tầm 30 km là tới Sài Gòn. Nếu mà bà con mình đi về theo quốc lộ 50 nha, về tới thị trấn Cần Đước hỏi hồ câu Hoàng Tân thì ai cũng biết. Ở đây có rất là nhiều xe hơi nữa không? Đây xe biển số 51 Sài Gòn, bên kia là 16, 65, các tỉnh cũng về đây chơi nữa. Đây, mình bữa nay mình có hẹn với vài người bạn mà không biết mọi người tới chưa. Những người bạn cũ. Bữa nay sẵn một ngày nghỉ rồi cho Sơn Hùng đi chơi luôn. Đây. Đây hải sản ha. Cua, ốc. Rất là nhiều loại cá luôn. Ồ, cá này cá gì đẹp quá ta. Chỉ 2 ký. Tôi có thể chết con nhỏ. Nhỏ này là 800 ký lớn. Đá quá ha. Đủ loại cá luôn nè. Làm luôn. Sơn Hùng. Cái xiên chạy ra đây rồi. Sơn Hùng câu cá không? Con đừng có chạy xuống hồ nghe. Chạy ngồi là lọt nước cái chấm. Không biết các bạn đến chưa? Nhìn bên kia. Nhìn bên kia kìa. Đi qua kia sao không? Ở đây thì cái hồ câu rất là rộng. Và quán cà phê, nhà hàng. Câu cá thì miễn phí ha. Và mượn càng câu. Ở đây... ở đây mình thích thì mình có thể xin cái ghế ra ngồi ngoài đây luôn, rất là mát. Hình như bữa nay mình đi hơi sớm, chưa thấy ai hết. Ồ, mấy đứa nhỏ câu cá rất là vui. Nãy giờ được con cá nào cho con? Hả? Trời ơi bự quá vậy. Trời ơi bự con tài cái luôn á. Chập bá luôn. Giỏi ha. Nhưng mà câu cá nhỏ thôi, cá bự nó lôi dưới à. Chào chị. Dạ mới vừa lên. Cậu bé cào cá nè. Giỏi quá ta, con kéo nó nổi không? Hay ghê, giờ nãy giờ. Ơi. Hôm nay có mấy con bự luôn nè. Giỏi quá. Trời ơi nhỏ mà câu được cá bự nè. Còn mấy bác bự mà câu cá nhỏ xíu à. Có mồi không? Ủa này mồi hả? Hồi nãy giờ anh tưởng cục đất. Sơn Hùng dám câu không? Hả? Gị con cá lên hay là cá nó gị con xuống? Thấy không? Ba con mất mà. Dạ, có một con bự à, còn mấy con này mới đẻ không à. Còn mồi đó, không tiếp đi. Chú Năm nãy giờ câu được mấy con rồi chú Năm? Hai con. Xiêu xiêu quá dính coi được. Dạ. Hai con tài hả? À, cá lên tới bờ mà bắt không được à. Cho dẫn nhảy xuống ruộng, nhảy xuống ao. Sao hồi nãy con thấy nặng quá vậy? Con phải bỏ cái cục mồi xuống á Sơn Hùng. Sơn Hùng không biết câu cá rồi. Khi nào cá nó ăn á, nó gị càng câu á, con mới gị nó lên phải không? Con này có quên câu.
kia có một cái chiếc xuồng kia cả. Hay đó mượn được cái chiếc xuồng bay vui. Vâng, Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay thì cuối tuần ngày lễ, có một chỗ lý tưởng ở Cù Lao luôn mọi người, cách Cù Lao khoảng 5 cây số ha, nằm ngay thị trấn Cần Đước. Nếu mà như bà con mình có dịp về đó thì mình ghé chỗ này, một cái nhà hàng thì thoáng mát và giá cả cũng phải chăng lắm. Có tôm cá tươi rất là nhiều luôn. Ở đây thì nó gần cái sông Dòng Cỏ đó, cũng có khá nhiều đặc sản. Xiến, em kéo cái phao xuống đó Xiến. Khi nào mà cá nó lôi cái phao giật giật rồi mình khỏi cầm cái ăn câu. Xiến còn không biết câu cá luôn, dân miền Đông nè. Phải dân miền Tây thì câu cá là giỏi lắm. Và bây giờ là những hình ảnh ở quán này em chia sẻ với anh chị nha. Rồi mời anh chị và các bạn nghe nhạc nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.